Khi nhắc đến những công ty công nghệ hàng đầu thế giới, chúng ta không thể bỏ qua cái tên Tencent của ông chủ mã hóa Đăng. Khởi đầu với lùm xùm đạo nhái, từng bị cả giới công nghệ và truyền thông ghét bỏ, Tencent đã từng bước vươn lên, rũ bỏ danh xưng vua đạo nhái và trở thành cái tên ngồi mâm đầu với những ông lớn công nghệ. Giờ đây, tham vọng lớn nhất của Tencent chính là đưa đế chế của mình vươn tầm quốc tế. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Tencent từ vua đạo nhái đến ông trùm công nghệ châu Á. Ăn nên làm ra nhưng vướng lùm xùm đạo nhái. Mã hóa Đăng có biệt danh là Ponyma, sinh ngày 29 tháng 10 năm 1971 trong một gia đình bình dân tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Các đồng nghiệp và bạn bè nói rằng ông là một doanh nhân người Thâm Quyến điển hình, rụt rè và thận trọng. Từ nhỏ, Mã hóa Đăng đã có niềm đam mê với khoa học tự nhiên. Năm 1989, ông theo học chuyên ngành máy tính tại Đại học Thâm Quyến. Năm 1993, tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, Mã hóa Đăng nhanh chóng tìm được công việc lập trình viên phần mềm. Thời điểm đó tại Trung Quốc, công nghệ vẫn còn xa lạ với mọi người và máy tính lại càng hiếm. Khoảng 100 người Trung Quốc mới có một cá nhân biết sử dụng máy tính. Mã hóa Đăng kiếm được 176 đô mỗi tháng từ công việc đầu tiên và đây là khoản thu không nhỏ với người Trung Quốc bấy giờ. Những năm cuối thập niên 90, Trung Quốc dần thoát khỏi nền kinh tế quốc doanh và công nghệ thông tin bắt đầu được ứng dụng trong sản xuất kinh doanh. Nhìn thấy cơ hội phát triển, Mã hóa Đăng cùng 4 người bạn thành lập công ty công nghệ Tencent Holdings vào ngày 12 tháng 11 năm 1998, khi đó ông mới 27 tuổi. Mã hóa Đăng cùng các đồng sự tạo ra phần mềm nhắn tin OICQ vào tháng 2 năm 1999. Các tính năng khác sau đó đã được thêm vào, chẳng hạn như phòng chat, trò chơi, hình đại diện cá nhân, tương tự như Migo trong MSN, lưu trữ trực tuyến và dịch vụ hẹn hò trên Internet. Ứng dụng này nhanh chóng trở thành nền tảng chat lớn nhất của Trung Quốc. Năm 2003, Tencent đạt doanh thu 108 triệu đô khi họ đưa quảng cáo vào bán và nâng cấp dịch vụ trên OICQ. Đây cũng là lúc họ bắt đầu mảng kinh doanh game. Tencent IPO vào tháng 6 năm 2004, huy động được 180 triệu đô. Những game của công ty cho thấy tương lai đầy hứa hẹn và đã đẩy doanh thu năm đó lên 55%. Mặc dù vậy, OICQ bị tố giống với ICQ, ứng dụng được phát triển bởi công ty Mirabilis của Israel vào năm 1996. Tencent bị đánh giá là chỉ biết sao chép mô hình nước ngoài, bị cáo buộc đánh cắp sản phẩm của phương Tây rồi điều chỉnh để thích nghi với thị trường Trung Quốc. AOL, công ty chủ quản của ICQ, sau này kiện Tencent vì vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tencent thua kiện phải đổi tên OICQ thành QQ. Năm 2005, Tencent bắt đầu xây chợ điện tử PayPay, vận hành theo đúng mô hình của đối thủ cạnh tranh trực tiếp Alibaba. Trong lần hiếm hoi trả lời phỏng vấn báo chí, Mã hóa Đăng có dẫn lại một câu nói nổi tiếng của Newton rằng muốn nhìn xa hơn, cần phải đứng trên vai của người khổng lồ. Tuy nhiên sau đó ông cũng khẳng định, việc chỉ bắt chước người khác không thể nào khiến bạn trở nên vĩ đại. Bí quyết ở đây chính là việc nội địa hóa một ý tưởng tốt để tạo ra sự phát triển ở thị trường nội địa. Trong năm 2006, Ponyma đã bổ nhiệm Martin Lau làm chủ tịch công ty và giao cho ông phụ trách công việc điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày. Tencent đã nhanh chóng phát triển trong 5 năm tiếp theo, tìm được những tựa game hay trên khắp châu Á tích hợp vào mạng QQ. Họ sở hữu 4 trong 5 tựa game được chơi nhiều nhất ở các quán cà phê Internet ở Trung Quốc trong năm 2011 và kiếm được khoản tiền khổng lồ nhờ những vật phẩm bán trong game. Công ty cũng sở hữu mạng xã hội phổ biến Qzone. Rũ bỏ danh xưng vua đạo nhái. Nhiều doanh nhân Trung Quốc bắt đầu tỏ ra sợ hãi và khó chịu với Tencent. Truyền thông phương Tây cũng tỏ rõ sự xem thường mô hình kinh doanh của công ty. Tạp chí China Computer World thậm chí còn đặt hình ảnh biểu tượng chim cánh cụt của Tencent trên bìa tạp chí với dòng chú thích phản cảm. Công ty cũng có trục trặc về pháp lý với công ty bảo mật Qihoo 360 Technology khi cả hai cáo buộc vi phạm bản quyền lẫn nhau. Lau và Ponyma nhận thấy đã đến lúc cần chấn chỉnh lại mọi việc. Tencent đã mời 72 chuyên gia trong ngành tham gia 10 cuộc họp kín mà các nhân viên gọi là cuộc họp của những vị thánh. Những vị khách mời tới được phép thoải mái chỉ trích và buộc tội những nhà lãnh đạo Tencent vì họ không ngần ngại tận dụng quyền này tối đa. Các vị lãnh đạo của Tencent hoàn toàn không lường trước được rằng những phản hồi này lại mạnh mẽ và phũ phàng đến như thế. Đây là lần đầu tiên họ đối mặt với những điều thật sự khó nghe. Hu Yanping, người thành lập công ty tư vấn Internet DCCI và Future Lab ở Bắc Kinh cho biết, dẫu thế những phản hồi này giúp các lãnh đạo Tencent hiểu được rằng vấn đề họ đang gặp phải thậm chí còn tệ hại hơn. Một lãnh đạo khác của Tencent lên tiếng, chúng tôi bắt đầu nhận ra có vấn đề gì đó không ổn, đặc biệt công ty cần phải làm gì đó để lấy lại danh tiếng. Thoát khỏi điều tiếng là kẻ chỉ biết sao chép,
Thật may mắn cho Tencent, câu trả lời đã được tìm ra không lâu sau đó. Một buổi tối cuối năm 2010, một lập trình viên tên là Alan Chang đã gửi tin nhắn cho Ponyma hỏi xem liệu ông có thể phát triển một mạng xã hội chuyên dụng cho điện thoại thông minh hay không. Ponyma ngay lập tức chấp thuận. Sau đó, Chang và 10 đồng nghiệp khác đã phát triển nên Weixin, sau này để trở thành WeChat. Dịch vụ này ra mắt tháng 1, 2011 và bắt đầu thăng hoa nhờ cuộc bùng nổ điện thoại thông minh tại Trung Quốc. WeChat đạt 100 triệu người dùng trong năm 2012 và tăng gấp 3 con số này chỉ một năm sau đó. Lấy kinh nghiệm từ QQ, Tencent đã cho phép các doanh nghiệp tạo ra tài khoản chính thức để gửi những tin nhắn và tương tác với người dùng. Kể từ đó, Tencent từ vua đạo nhái bị cả thế giới coi thường, trở thành kẻ dẫn đầu ngồi cùng mâm với Facebook, Google, Apple. Cùng thời điểm, công ty cũng cắt giảm những mảng kinh doanh thua lỗ và chỉ tập trung vào những điểm mạnh của họ. Trong năm 2013, Tencent đã loại bỏ mảng kinh doanh tìm kiếm, bán cho đối thủ Soco và sau đó đầu tư 448 triệu đô la vào Soco. Một năm sau, họ bán mảng kinh doanh thương mại điện tử cho JD.com và đầu tư 214 triệu đô vào công ty này với 15% cổ phần. Ngày 21 tháng 11, 2017, cổ phiếu Tencent Holdings ở mức 56 đô la và công ty đạt giá trị vốn hóa 531 tỷ đô la Mỹ. Tencent vượt qua Facebook 519 tỷ đô để trở thành công ty có giá trị lớn thứ 5 trên thế giới. Đây là công ty đầu tiên của châu Á được định giá trên 500 tỷ đô. Khi giá cổ phiếu đạt mức đỉnh vào tháng 1 năm 2018, Tencent đã lọt vào top 5 công ty vốn hóa lớn nhất trên thế giới cùng với Apple Inc., Alphabet Inc., Microsoft Corp. và Amazon.com Inc. Tham vọng vươn mình ra thế giới. WeChat hiện có trên 1 tỷ người dùng hoạt động, hơn 1/3 trong số đó dành tới hơn 4 giờ một ngày sử dụng dịch vụ này. Tuy vậy, Tencent đang gần đạt tới điểm bão hòa thị trường Trung Quốc và họ buộc phải tìm kiếm những thị trường bên ngoài nếu muốn tiếp tục tăng trưởng ở tốc độ này. Đầu năm 2014, Tencent có hứng thú mua lại ứng dụng tin nhắn WhatsApp, một thương vụ gây sốc toàn thế giới và ngay lập tức có thể đưa Tencent ra thị trường toàn cầu nếu thành công. Tuy nhiên, đến gần cuối bước thỏa thuận, Ponyma đột ngột phải nhập viện phẫu thuật lưng và họ phải hoãn cuộc gặp với nhà sáng lập WhatsApp. Mark Zuckerberg sau đó đã ngay lập tức tiến hành thỏa thuận với WhatsApp, cho mua mức giá cao gấp đôi 19 tỷ đô và hoàn thành thỏa thuận này. Tiếp đó, Tencent cũng cố gắng mở rộng hoạt động ra toàn cầu theo một cách tự nhiên hơn, đưa sản phẩm tới những quốc gia khác nhau, trước mắt là ứng dụng WeChat. Có lẽ niềm hy vọng lớn nhất của Tencent về việc mở rộng ra nước ngoài là ngày càng có nhiều người Trung Quốc di chuyển hoặc đi du lịch nước ngoài và mang WeChat đi theo họ. Theo số liệu từ Crunchbase, trong 10 năm qua, Tencent của Trung Quốc đã rót hàng tỷ đô vào 300 công ty, từ bán lẻ truyền thống cho tới ô tô điện gọi xe trên khắp thế giới. Năm 2019, Tencent đã chi 1,8 tỷ đô mua 5% cổ phần Tesla, hãng ô tô điện của tỷ phú Elon Musk. Theo các nhà phân tích, các khoản đầu tư vào lĩnh vực ô tô điện bổ trợ cho tham vọng trở thành công ty dẫn đầu về trí tuệ nhân tạo và thiết bị kết nối của Tencent. Công ty cũng đã được cấp phép thử nghiệm ô tô tự lái tại thành phố Thâm Quyến. Tháng 11 năm 2019, Tencent thâu tóm 10% cổ phần tại Snap, công ty mẹ của mạng xã hội Snapchat. Vốn đã là nhà đầu tư sớm vào Snap, Tencent mua thêm cổ phần vì giá hấp dẫn và tin rằng công ty này có thể cải thiện sản phẩm của mình. Tuy nhiên, sau lần thay đổi giao diện gần đây, người dùng đang dần rời bỏ ứng dụng này. Cổ phiếu Snap đã mất khoảng 45% giá trị kể từ sau khoản đầu tư của Tencent. Trước đó, tháng 1 năm 2018, Tencent cùng 3 công ty Trung Quốc khác đầu tư 34 tỷ nhân dân tệ vào Wanda Commercial Properties, công ty vận hành trung tâm thương mại lớn nhất tại Trung Quốc. Khi đó, thì Tencent cũng nắm giữ 5% cổ phần tại chuỗi thực phẩm tăng trưởng nhanh nhất Trung Quốc, Yonghui, và đã đầu tư vào một số công ty thương mại điện tử cạnh tranh với Alibaba như JD.com hay là Pinduoduo. Hồi tháng 2 năm 2020, Tencent tham gia vào dòng gọi vốn 1,5 tỷ đô của startup gọi xe Indonesia Gojek ngay khi thị trường gọi xe tại Đông Nam Á bắt đầu nóng lên. Ngoài ra, thì Tencent cũng là một nhà đầu tư của Didi Chuxing, startup gọi xe lớn nhất của Trung Quốc, từng hất cản Uber ra khỏi Trung Quốc vào năm 2016. Thâu tóm làng game thế giới. Mối quan hệ thân thiết giữa Tencent và Riot bắt đầu từ thời điểm 2008, khi tựa game Liên minh Huyền thoại còn chưa ra đời. Sau khi tựa game ra mắt, Tencent ngay lập tức nhận thấy tiềm năng của Liên minh Huyền thoại nên đã chi 400 triệu đô, độc chiếm 93% cổ phần và cũng là cổ đông lớn nhất của Riot. 4 năm sau, Tencent bỏ thêm một số tiền nữa để chiếm nốt 7% còn lại và chính thức trở thành chủ sở hữu của Riot cho đến nay. Tiếp đến, Tencent nắm giữ 80% cổ phần của Grinding Gear Games. Sản phẩm nổi bật nhất của hãng game này chính là Path of Exile,
Một trong những sản phẩm có tiềm năng đánh bại Diablo của Blizzard, các fan của tựa game lo lắng rằng một lúc nào đó, Path of Exile sẽ bị Tencent hút máu, nhưng may mắn thay, dù nắm cổ phần nhưng Tencent không có ý định can thiệp gì vào tựa game này. Game vẫn do chính Grinding Gear Games quyết định hình thức và cách vận hành. Tháng 6 năm 2012, Tencent trở thành cổ đông của Epic Games, công ty sở hữu các thương hiệu nổi tiếng Unreal, Gears of War và Infinity Blade. Tính đến tháng 3, 2013, Tencent đã nâng số cổ phần tại Epic Games lên 48,4% thông qua một khoản đầu tư có giá trị là 330 triệu đô. Cuối 2013, Tencent mua lại 12% cổ phần của Activision Blizzard từ Vivendi. Đầu 2014, Tencent đồng ý chi 500 triệu đô để mua lại 28% cổ phần của công ty game CJ Games Hàn Quốc. CJ Games là một trong những nhà phát triển và phát hành game online lớn nhất Hàn Quốc với cổng game netmarble.net. Bước sang năm 2015, Tencent trở thành một trong những cổ đông của công ty phát triển game mobile Pocket Games. Tencent hiện sở hữu 20% cổ phần công ty này với trị giá 60 triệu đô. Khoản đầu tư của Tencent vào Pocket Games được cho là sẽ giúp cho công ty này mở rộng việc kinh doanh trên thị trường toàn cầu, bao gồm cả thị trường Trung Quốc. Năm 2016, Tencent đã thực hiện một phi vụ khác gây chấn động trên toàn thế giới. Ngày 21 tháng 6, 2016, công ty bỏ ra 8,6 tỷ đô để sở hữu 84,3% cổ phần của Supercell, công ty phát triển game mobile hàng đầu thế giới đến từ Phần Lan. Sau khi mua lại Supercell, Tencent đã trở thành công ty game, PC và di động lớn nhất thế giới, với 12% doanh thu của ngành game toàn thế giới trong năm 2015. Cuộc chiến khốc liệt với Alibaba. Thế giới luôn tồn tại sự cạnh tranh giữa hai gã khổng lồ trong mỗi lĩnh vực. Ở Trung Quốc, một cuộc chiến thương mại đang nổ ra giữa hai gã khổng lồ Internet, Alibaba và Tencent. Cả hai đều có giá trị vốn hóa thị trường, dao động khoảng 500 tỷ đô. Tencent sở hữu nền tảng chơi game và nhắn tin hàng đầu tại quốc gia này, trong khi Alibaba từ lâu đã trở thành ông trùm về thương mại điện tử tại nơi đây. Đồng thời, cả hai đều là những nhà đầu tư lớn ở trong và ngoài Trung Quốc, đạt được những thành công đáng kinh ngạc tại thị trường đông dân nhất trên thế giới. Alibaba đã có hơn 552 triệu khách hàng hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử của mình, còn Tencent sở hữu WeChat với hơn 1 tỷ tài khoản. Hai công ty đều được thành lập từ cuối những năm 1990 khi Trung Quốc bắt đầu có Internet, và trong nhiều năm họ đã xây dựng nên những doanh nghiệp khổng lồ. Tuy nhiên, khi một gã khổng lồ phát triển mạnh mẽ, họ sẽ muốn lấn chiếm sang lĩnh vực của kẻ khác. Điển hình là gần đây, Tencent đầu tư vào các dịch vụ tài chính, vốn là thế mạnh từ lâu của Alibaba. Alibaba cũng làm điều tương tự khi hợp tác với các đối tác, cho ra mắt các công cụ nhắn tin trên di động, thế mạnh của Tencent. Điều này đã tạo nên sự so sánh giữa một cuộc đua song mã giữa hai gã khổng lồ Internet tại Trung Quốc. Cuộc đua nhằm chiếm lĩnh vị trí số 1 trong nền kinh tế kỹ thuật số tại quốc gia đông dân nhất trên thế giới. Trước đây, hai người sáng lập Jack Ma của Alibaba và Pony Ma của Tencent luôn tỏ ra tôn trọng và nhường nhịn lẫn nhau. Tuy nhiên, khi sự cạnh tranh diễn ra ngày càng gay gắt, họ bắt đầu tấn công nhau bằng nhiều lời chê bai. Tại diễn đàn Fortune toàn cầu diễn ra tại Quảng Châu, Trung Quốc, tháng 12, 2017, Pony Ma đã so sánh đối thủ của mình như một gã chủ nhà tham lam xấu tính, vì trang thương mại điện tử hàng đầu của Alibaba là Taobao lại tính phí ngay cả với những người bán hàng. Vài tháng sau, Jack Ma, một người nổi tiếng trong giới kinh doanh với những câu đùa, đã đáp trả lại mà không đề cập trực tiếp đến tên của đối thủ cạnh tranh của mình. Ngoài việc kiếm tiền, chúng tôi muốn tạo ra nhiều giá trị tốt đẹp hơn. Alibaba muốn áp dụng chiến lược mua lại phần lớn cổ phần nhằm kiểm soát các doanh nghiệp phù hợp với nền tảng thương mại của họ. Trong khi đó, Tencent lại chọn cách chỉ sở hữu vài phần trăm cổ phần trong nhiều doanh nghiệp để có thể hợp tác và tiếp cận với công nghệ của họ. Đến hiện tại thì cuộc chiến khốc liệt giữa hai ông lớn vẫn đang diễn ra quyết liệt trên nhiều lĩnh vực. Và đặc biệt, cuộc chiến ấy vẫn chưa có hồi kết khi mà cả hai nhà lãnh đạo của Tencent và Alibaba đều đang có ý định là sẽ mở rộng đế chế của mình hơn nữa ra nước ngoài. Và thị trường mà cả hai đang hướng đến chính là thị trường tiềm năng Đông Nam Á. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé.